Ngọc Ngân xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc Ngân muốn kể đến mọi người một mẩu chuyện ngắn rất hay và ý nghĩa. Đó là tám cảnh giới của người phú quý, hàm dưỡng phúc khí. Bạn đánh giá thế nào về một người phú quý? Những người bạn từng tiếp xúc, ai là người xứng đáng được gắn danh hiệu này? Hãy đối chiếu tám đặc điểm dưới đây. Đức hạnh. Kinh dịch viết: Địa thế khôn, quần tử dĩ hậu đức tải vật. Ý rằng đất có tính nhu hòa, người quần tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Hậu đức tải vật nghĩa là lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật. Người xưa cũng ví đạo của đất là thiện lương, từ bi. Đất có thể chuyên chở vạn vật, sinh mệnh con người. Người có đức dày cũng như mặt đất bao dung, nâng đỡ tất cả. Vì đức dày nên mới có thể bao dung, dung chứa mọi sự, mọi vật. Đức dày có thể tải được vạn vật, hay nói một cách dễ hiểu hơn, người có đức hạnh tốt thì không có việc gì không gánh vác được. Ngược lại, người không có đức lớn sẽ khó mà làm nổi đại sự. Sống trên đời không tránh được những chuyện chưa vừa lòng. Vậy nên, cần học cách tự tu dưỡng bản thân. Hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có. Hãy vui khi ta chịu thua thiệt. Nghĩ cho người khác nhiều hơn mới có thể tạo dựng được cơ đồ, sự nghiệp về sau. Người có đức dày là phúc. Làm người cần có đức hạnh, có đạo đức mới mong được người khác tôn trọng. Thiện lương. Thiện lương là yếu tố quan trọng của nhân phẩm, đạo đức con người. Làm người cần phải mang trong mình một trái tim biết cảm ơn, tri ân. Vậy mới được người khác kính nể. Cổ nhân dạy, người thiện lương cho dù chưa nhận được phúc, nhưng họa thì đã rời xa. Bởi vậy, thế giới có thể hỗn loạn, nhưng nội tâm không thể dơ bẩn. Có một số việc không cần nói thì nên trầm mặc. Có một số việc có thể nhìn thấu, nhưng không nên nhìn thấu. Có một số người có thể nhìn thấu, nhưng không nên bóc trần. Đời người có những lúc thiện lương cấp cho người khác một con đường lui cũng chính là cấp cho mình một cơ hội. Mỗi người hãy học cách giữ cho mình trái tim lương thiện. Làm nhiều việc thiện mới có thể thản nhiên làm người, mới đạt được cảnh giới cao là không làm những chuyện hổ thẹn với lương tâm. Nửa đêm quỷ gõ cửa cũng không sợ. Có câu chuyện rằng, người phụ nữ mù bắt một chiếc taxi để tới một tòa nhà cô cần đến. Lúc tới nơi, đồng hồ hiển thị số tiền là 100 ngàn. Tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: Tôi không thu tiền của cô, bởi vì so với cô thì việc kiếm tiền của tôi chắc là dễ dàng hơn. Vừa đúng lúc này, từ trong khu cư xá, một người đàn ông có dáng vẻ là một ông chủ đi xa. Ông cũng lên chiếc xe taxi đó rồi đi. Trên đường, hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò cùng nhau. Khi người đàn ông này xuống xe, đồng hồ hiển thị số tiền là 100 ngàn. Người đàn ông lấy ra số tiền 200 ngàn và nói: Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải vĩ đại gì, nhưng chắc là việc kiếm tiền cũng không dễ dàng hơn cậu một chút. Hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt giúp đỡ người khác. Trái đất là hình tròn, nên tất cả những việc làm lương thiện của bạn ngày hôm nay cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn. Quý nhân không phải ở đâu xa mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương của bạn. Người thiện lương khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có quý nhân phù trợ giúp vượt qua. Đó không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là thiên đạo. Thủ tính. Đức Khổng Tử dạy trong Luận Ngữ: Người không đáng tin cậy
sao làm được việc. Xe lớn mà không có đòn lớn, xe nhỏ mà không có cái chốt nhỏ, làm sao dùng để đi đây? Nguyên văn: nhân nhi vô tính, bất tri kỳ khả giả. Đại xa vô nghe, tiểu xa vô nguyệt, kỳ hà dĩ hành chi tai. Một người không có chữ tín làm việc gì cũng khó thành. Giao thiệp giữa người với người quan trọng nhất là niềm tin. Cổ nhân coi việc giữa chữ tín là một trong những phẩm hạnh vô cùng quan trọng. Đã nói ra là phải thực hiện. Có niềm tin thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Thụ tính là một loại lực hấp dẫn của nhân cách mà có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đường đường chính chính làm người, quang minh chính đại làm việc. Vĩnh viễn đừng bao giờ dứt bỏ sự tín nhiệm của người khác đối với bản thân mình. Bởi vì người khác tín nhiệm bạn, tức là giá trị của bạn đã nằm trong sự cảm nhận của họ rồi. Thất tín là sự phá sản lớn nhất của đời người. Khoan dung. Làm người cần có một trái tim khoan dung. Nếu không, sẽ khó có thể dung nạp mọi việc ở trên đời. Chúng ta phải học cách khoan dung người không có chung quan điểm với mình, đặc biệt là người có mâu thuẫn với mình. Khoan dung người khác thật ra là nới rộng sợi dây đang trói buộc tâm linh mình. Nếu không, ta sẽ chỉ khiến tâm hồn bị đè nén, kìm hãm, tự làm bản thân mệt mỏi hơn mà thôi. Cần phải thừa nhận sự khác biệt giữa người với người để mắt nhiều hơn đến ưu điểm của người khác. Khoan dung yếu điểm của người khác, cho dù là bất cứ việc gì, tranh đoạt chỉ mang lại thất bại kép. Nhượng bộ sẽ mang lại lợi ích kép. Lòng khoan dung là một nguồn sức mạnh tiềm ẩn bên trong, là một trong những công cụ tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nữ văn sĩ tài năng Helen Keller đã nói, khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn. Thành thật là nền tảng hình thành nên nhân cách một người. Thành thật là một đức tính đẹp đẽ mà ai cũng nên tu dưỡng. Người nếu không thành thật thì không thể kết giao. Chỉ có thành thật, thật thà mới được người khác tôn trọng, mới có thể vững bước trong xã hội. Với công việc cũng vậy, và cho dù là chút việc gì đi nữa, chúng ta cũng đều cần phải nghiêm túc và thành thật. Tuyệt đối không được giả dối, làm mất lòng tin ở người khác. Trong xã hội mà trung thực và thành tín trở thành một thứ khan hiếm như hiện nay, thì đây là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công. Đồng thời, người giữ được sự trung thực, thành tín thì cũng là giữ được cái gốc của đạo đức làm người. Người mà trong xã hội hỗn loạn vẫn giữ được phẩm chất đạo đức làm người thì thật là người đáng quý, đáng trân trọng. Khiêm tốn. Khiêm tốn là một mảnh ghép quan trọng hình thành nên nhân phẩm tốt đẹp. Bất cứ lúc nào cũng nên tự đặt mình thấp hơn một chút. Điều đó tốt cho bản thân, giúp ta vừa tiến bộ, vừa dễ hòa hợp với những người xung quanh. Khó mà tôn trọng người khác khi bản thân không tự khiêm nhường. Chính trực. Một người không nhất định phải trở thành vĩ đại, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một người chính trực. Người chính trực đầu tiên cần phải làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm. Bất cứ làm việc gì, đối đãi với ai cũng xuất phát từ trái tim. Đó là tuyệt đối, là một người cao thượng và chính trực. Con người cũng cần có một quan niệm thị phi chuẩn xác. Gặp bất cứ vấn đề gì cũng đều phải tự bản thân suy nghĩ, lý giải. Tuyệt đối không nên đánh đồng tất cả. Cần phải kiên trì, chân lý. Không nên vì quan hệ tốt mà nói sai thành đúng. Cũng không thể vì quan hệ không tốt mà lại nói đúng thành sai. Mạnh mẽ, nghị lực. Đảm nhiệm bất cứ việc gì cũng cần có sự quyết tâm, nhẫn nại, có tinh thần theo đuổi mạnh mẽ đến cùng. Đây là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại trong sự nghiệp. Nếu không có nghị lực,
bạn sẽ chẳng làm nên nổi việc gì. Những câu thành ngữ như nước chảy đá mòn, có công mài sắt, có ngày nên kim, chính là muốn nói đến đạo lý này.